không có lên không gian mạng thì hôm nay Nhiên quay lại với cô bác anh chị em. Thì hôm nay Nhiên nói về cái vụ việc là con ả Lê Thị Bình có cái nick Ngọc Lan Cần Thơ là em của thằng Lê Minh Thởi. Thì hai anh em cái thằng của bọn dân chủ cuội trong nước này thì hai anh em nó thường lên live stream. Thằng anh thì live stream mời tất cả bọn phản động lưu vong ở hải ngoại lên để xuyên tạc đảng nhà nước ta. Và con ả Ngọc Lan Cần Thơ này cũng vậy. Con ả Ngọc Lan Cần Thơ này mở live stream ra mời các bọn phản động lưu vong ở nước ngoài lên để chửi đảng nhà nước ta, xuyên tạc lãnh đạo đảng nhà nước ta, bôi xấu đảng lãnh đạo nhà nước ta. Thì thằng anh nó cách ở tù 2 năm, ra tù cũng cách đây mấy tháng, thì cũng lên live stream của bọn nước ngoài. Thì hai anh em nhà bọn này thì rất là mắc dạy, rất là mắc dạy, xuyên tạc đảng nhà nước, bôi xấu đủ cách đủ kiểu, bất cứ kiểu gì nó cũng live stream. Thì anh chị nghĩ đi, đất nước mình đã phát triển, đất nước mình mỗi ngày mỗi phát triển, anh chị có thấy khổ giống ngày xưa không? Không có. Chúng ta hiện nay bây giờ chúng ta ăn mặc đẹp, đủ no đủ ấm, tuy trời hiện nay bây giờ trời ở ngoài giá rét lạnh, đúng không? Qua đợt cơn bão miền Trung thì tất cả người dân chúng ta rất là đoàn kết, lá lành đùm lá rách, anh chị la đó, đúng chưa anh chị? Tất cả mọi người dân chúng ta cùng nhau đồng lòng với đảng nhà nước để mà chung tay xây dựng cái đất nước mình để phát triển. Nhưng mà cái bọn phản động dân chủ cuội trong nước là như là con Lê Thị Bình là nick Ngọc Lan Cần Thơ, em của Lê Minh Thởi, thì xuyên tạc đủ cách đủ kiểu. Thì qua đây Nhiên báo Công an Nhân dân đưa tin nha, rồi báo Tiền Phong đưa tin nha, rồi báo Thanh Niên đưa tin nha. Thì qua đây Nhiên đọc cái bài báo của Công an Nhân dân bắt con Lê Thị Bình đây, bắt con ả Lê Thị Bình đây anh chị đó nha. Ngày 22 tháng 12, Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Lê Thị Bình sinh năm 1976, ngụ quận Bình Thủy, điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Quá trình kiểm tra, quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu có nội dung liên quan tới việc chống phá đảng nhà nước, vụ án đang tiến hành điều tra để làm rõ theo quy định của pháp luật. Đó anh chị, báo Công an Nhân dân đưa tin. Anh chị nghĩ đi, đối với Nhiên là cũng sanh 77 thì cũng bằng tuổi, cũng nhỏ hơn tuổi cái con ả Lê Thị Bình này. Anh chị, đây là bàn tay của Nhiên làm, là đầu tắt mặt tối, làm đầu tắt mặt tối, làm đủ cách đủ kiểu. Anh chị coi đi, có làm mới có ăn. Đất nước nào cũng vậy, đất nước Mỹ cũng vậy, đất nước Việt Nam cũng vậy. Thì anh chị nghĩ đi, có làm mới có ăn anh chị, chứ không phải mà đăng không của trên trời rơi xuống. Đất nước Mỹ á bệnh, anh chị thấy đất nước Mỹ không? Đất nước Mỹ hiện nay giờ người nghèo vô gia cư đầy đường có bệnh. Ở Việt Nam chúng ta, người dân có nghèo cũng đâu có không nhà không cửa đâu anh chị. Cũng có nhà tình, nhà từ thiện, rồi có nhà tình, những tấm lòng hảo tâm để chung tay lại để mà xây cho những mảnh những người nghèo đó cùng với đảng nhà nước để mà lá lành đùm lá rách. Nhưng mà cái bọn phản động lưu dân dân chủ cuội này nó không biết mà nhìn thấy đất nước mình, mà nó vì đồng tiền, vì lợi ích của nó mà nó cố tình nó xuyên tạc đảng nhà nước, coi nhỏ danh dự đảng nhà nước, thì nó sẽ có giá sẽ trả. Anh chị thấy cái đất Ngọc Lan Cần Thơ không? Giống cái bọn phản động này anh chị thấy rồi đó, Ngọc Lan Cần Thơ nè, rồi Nguyễn Thị Phượng ở An Giang nè, rồi Dương Văn Thả nè, những thành phần này anh chị ăn cơm tù là xứng đáng đó. Anh chị thấy không, qua những vụ việc này hai anh em đó, thằng Lê Minh Thởi chứng nào tật nấy, hiện nay giờ Trương Minh Thởi còn lên những cái nick của bọn phản động lưu vong ở nước ngoài đó.
là con thằng chó là Trương Minh Thể anh chị, còn lên cái nick là của con Trang Rora của ở ở ở Đức ở Pháp anh chị. Cái con nó rất là mắc dạy, đi lên những cái trang đó của cái bọn phản động nước ngoài xuyên tạc xúc phạm hình mà hình ảnh Bác Hồ mình. Thằng Lê Minh Thể là anh ruột của con Ngọc Lan Cần Thơ đó anh chị. Nó lên cái nick của Trang Rora là ở ở ở ở Pháp nha anh chị. Đó, nó rất là mắc dạy. Còn Trương Minh Thể nữa, lần sau mong sao đảng nhà nước mình nó phải xử phạt những cái thành phần này, phải cho nó nặng, cho nó ăn cơm tù đi chăng kiến thật là nặng. Nhưng mà hả dạ cái bọn phản động này thì phải phải thành mà phải cho nó đi đi lâu thật là lâu như vậy đó. Nhưng chào anh chị, nhưng chào cô bác anh chị em, chúc cô bác anh chị em hạnh phúc vui vẻ, là nhiên sẽ cùng với anh chị cùng sát cánh với anh chị trên không gian mạng này, nhưng không rời bỏ anh chị đâu. Tại vì khi bận việc gia đình có mua bán này kia, nhiên mới tạm xa cho anh chị thôi. Nó thật sự lúc nào nhiên cũng trên không gian mạng cùng sát cánh với anh chị hết. Nhiên chào anh chị nhé, chúc anh chị nhiều sức khỏe.